Sự là rất là bất ngờ về cái tiến độ xây dựng của cái dự án. Hầu hết các cái hạ tầng đều đã định hình và được hình thành rất là rõ nét. Một số cái khu vực trung tâm thì hầu như là đã được hoàn thiện và chuẩn bị đi vào sử dụng. Những cái công trình, những cái tiện ích của Aqua City khá là đầy đủ, cung cấp cho người dân những cái sản phẩm, những cái dịch vụ đầy đủ và thiết thực. Theo đánh giá của riêng cá nhân mình, cái điều đặc biệt nhất là cái vị thế. Vị thế của Aqua City nằm trong cái trục phát triển của thành phố Hồ Chí Minh về hướng đông, và các hạ tầng kết nối giao thông đến Aqua City sẽ định hình trong tương lai rất là thuận tiện cho người dân di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Aqua City. Một lý do khác nữa là cái tính đồng bộ của dự án. Thì dự án này có cái quy mô rất lớn, trên 1.000 hecta, rất là nhiều cái tiện ích như là trường học, bệnh viện, khu vui chơi, giải trí, rồi là thể dục, thể thao. Nó sẽ thu hút người dân đến đây sinh sống. Ở đây đầy đủ tiện ích đó, cho phụ nữ và cả trẻ em luôn. Nói chung là Aqua City gọi là đầy đủ tất cả các tiện ích, gọi là all in one luôn á, để cho thu hút người dân về đây sống. Thực ra thì nếu mà mình nhìn rộng ra thì nó là xu hướng phát triển của thế giới. Tương lai thì cái ngoại ô nó sẽ càng mở rộng ra, xa ra. Và thành phố Hồ Chí Minh mọi người cũng biết rằng là đang quá tải. Thì rõ ràng thành phố đang chịu rất là nhiều áp lực về giao thông, rồi về đô thị, rồi cơ sở hạ tầng đều quá tải. Thì rõ ràng là trong tương lai thì đô thị nó sẽ phải mở rộng ra. Thì mình thấy rằng là cái mức độ mà tăng trưởng của các cái bất động sản ở trong cái dự án này nó cũng khá là tốt.